Những tư duy vàng giúp thay đổi cuộc đời của một người. Mời các bạn cùng xem nhé. Con người có hai mẫu đất. Mẫu đất buổi sáng là để làm no cái bụng. Mẫu đất buổi tối là để trồng nên tương lai. Khi một chuyện được tất cả mọi người xem là cơ hội, thực ra nó đã không còn là cơ hội nữa rồi. Sống trên đời, cái gì cũng có thể mất đi, nhưng không thể mất đi hy vọng, không thể mất đi tự tin. Kẻ trí tạo ra cơ hội, kẻ mạnh nắm lấy cơ hội, kẻ yếu chờ đợi cơ hội. Không có gì cũng là một loại tài phú, nó khiến người nghèo sinh ra những hành động làm thay đổi vận mệnh. Chúng ta có thể mất đi tuổi thơ, nhưng tuyệt đối không được đánh mất đi trái tim tuổi thơ ấy. Ai rồi cũng sẽ có ngày nghỉ hưu, nhưng không phải ai cũng có thể đảm bảo được cuộc sống của mình sau khi nghỉ hưu. Thành bại của cuộc đời thường đến trong chớp nhoáng, nhưng phần lớn mọi người lại đều bỏ lỡ mất cái giây phút quyết định ấy. Cá sống sẽ lội ngược dòng, cá chết mới mặc dòng nước cuốn trôi. Tuổi trẻ là cái vốn, nhưng không nỗ lực sẽ không đáng tiền. Sinh mệnh không nằm ở việc sống lâu hay ngắn, mà nằm ở việc tỉnh ngộ sớm hay muộn. Cho người khác tiền là hạ sách, cho người khác năng lực là trung sách, cho người khác quan niệm, ý tưởng là thượng sách. Người tính toán so đo với hiện tại sẽ đánh mất đi tương lai. Người giàu làm giàu nhờ vốn, người nghèo phát tài nhờ tri thức. Người khác coi thường bạn, thật bất hạnh, bạn coi thường chính mình, càng bất hạnh. Thà bị người khác cười một lúc, chứ không được để bị cười cả đời. Không biết tiền, khổ nửa đời, không biết người, khổ cả đời. Bất kể là trong công việc hay cuộc sống, có thể nhanh chóng nhìn thấu, biết rõ được một ai đó là điều vô cùng cần thiết.